Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cuốn Đêm Đen Huyền Bí. Như các bạn đã biết thì trong phần 1, Lena đã trải qua sinh nhật lần thứ 16 của mình để xác định phe pháp sư của mình là thuộc ánh sáng hay bóng tối. Còn trong phần này, Lena lại tự hiến sinh một lần nữa để thực hiện mong muốn của mình là trở thành pháp sư ánh sáng và giải cứu bác Macon với sự trợ giúp của cậu bạn Ethan Way và cô bé pháp thủ thư tập sự Olivia. Thì liệu Lena có thể xác định được phe pháp sư của mình hay không, và còn những khó khăn nào đang chờ Lena ở phía trước, thì mời các bạn tìm đọc cuốn Đêm Đêm Huyền Bí trên trang web chibook.vn và để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Và các bạn có thể like và follow trang Facebook của Chibook để cập nhật được nhiều thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.